vừa mới giảm nửa tỏi. Vào việc anh chị ơi, hôm nay vào việc cho anh chị mình căn nhà này. Hai mặt tiền mà thiết kế kiểu như biệt thự mini luôn. Anh chị nào mà nhà có nhiều ô tô nha, tha hồ mà để quý chị. Nguyên một cái vỉa hè phía trước này quý chị thấy không? Chỗ đây á, em nói anh chị để được vài chiếc ô tô. Đường luồng cái bên nữa quý chị này. Đường bên mình để ô tô thoải mái luôn anh chị nhá. Với căn nhà hai mặt tiền thông thoáng như thế này thì anh chị ơi, ở phía trên là cái ban công cực kỳ rộng luôn. Thoáng nha quý chị nhá. Anh chị hãy ngắm căn nhà này, nó kiểu như một cái biệt thự mini thu nhỏ quý chị. Nhìn đẹp, ở trong có nội thất xịn sò lắm anh chị ạ. Nguyên cái vỉa hè này quý chị, có cửa ra bên luôn này quý chị, cửa ra bên hông luôn nha. Mặt bên này hướng tây bắc, còn cửa chính này hướng tây nam, phù hợp cho anh chị Tây Tứ Trạch anh chị nha. Một căn nhà hai mặt tiền vừa mới giảm 500 vào trong quý chị. Ở phía trong nội thất xịn sò tặng kèm đẹp lắm quý chị ơi. Phòng khách đây ạ, gỗ gõ đỏ quý chị nha. Ở phía trên trần người ta ốp gỗ luôn anh chị nha. Phía trên trần quý chị thấy mê không? Nó giống như một căn biệt thự vào quý chị. Hai mặt tiền nó thoáng này, cửa sổ quá trời luôn quý chị. Cửa ra bên hông bên đây này, bước vào bếp ăn đi quý chị ơi. Ở trong này thì ở trên vẫn ốp gỗ luôn anh chị nha. Bếp trên bếp dưới gỗ tự nhiên, gỗ gõ đỏ hết quý chị. Bàn ăn này tặng kèm để lại luôn, nội thất full rồi anh chị ạ. Ở phía cuối đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh của mình. Ở đây là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lên lầu rồi quý chị. Đây quý chị, hai mặt tiền rất thoáng quý chị ạ. Đấy, buổi ngày mà sáng như thế này mà, xem đi quý chị ơi. Lầu 1 này sẽ là hai phòng ngủ khép kín nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh khép kín luôn anh chị ạ. Nội thất này sẽ để lại tặng kèm luôn. Anh chị về sắm thêm chăn ga gối nệm nữa là được rồi. Mình ra mình xem cái ban công rộng này quý chị. Ban công trải dài lợi thế nha. Hai mặt tiền thoáng anh chị nhá. Khu dân cư này đẹp lắm quý chị ạ. Ở trong đây người ta ở ầm 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 rồi. Phòng ngủ số 2. Ở bên đây sẽ có một cái cửa mình đi ra cái ban công bên này luôn anh chị. Nội thất này để lại hết luôn. Nhà vệ sinh có bồn tắm nằm luôn anh chị. Lầu 2 quý chị ơi. Chỗ này là bán trục đường DT743 anh chị, gần ngã tư Bình Chuẩn, gần giáo sư Bà Trà, 500m anh chị nhá. Hết sức thực tế anh chị. Ở đây là lầu 2, một cái khoảng trống như thế này. Khu vực nhà vệ sinh mình ở phía cuối đây. Đây là nhà vệ sinh. Còn bên đây giặt phơi đồ chỗ này anh chị nhá. Giặt phơi đồ chỗ này nhá. Ở trên đây sẽ thêm hai cái phòng nữa anh chị. Đây nha, mình xem lần lượt nhá. Cái phòng này thì không có nội thất anh chị ạ. Ở lầu 2 là không nội thất nhá. Cái phòng này quý chị là phòng thờ. Mình có thể làm phòng thờ, phòng ngủ đều được anh chị. Một cái phòng lớn như thế này. Có đi ống đồng sẵn nếu mình làm phòng ngủ là 4 anh chị nhá. Đó, quý chị đẹp nhá. Cắt 500 rồi nên em quay luôn cho anh chị mình xem. Hiện tại bây giờ là 5 tỏi, tặng hết nội thất, hai mặt tiền 82m2. Ở phía sau nở hậu 6m, chiều dài 17m2. 5 tỏi là còn nói chuyện, gặp chủ nói chuyện anh chị nhá. Em xin cảm ơn.